Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình Diệp Sa Lộ sẽ chia sẻ và giới thiệu với quý vị và bạn một trong những phương pháp là đổ xăng máy bay và bật lửa Zippo nhé. Và để nó giữ được cái mức xăng và dùng lâu nhất có thể nhé, quý vị và bạn. Trước hết là chúng ta cần chuẩn bị là một cái bình xăng Zippo như thế này. Đấy. Và chiếc bật lửa Zippo, sau đó chúng ta cắt một miếng giấy để đúc vừa cái lõi của bịt ở bên trong cái xăng. Đây, một giấy ni lông như này quý vị các bạn nhé. Giấy ni lông như này. Đấy, chúng ta chỉ cần một mẩu giấy để vừa với cái lõi của cái bật lửa. Đây nhá, thì em sẽ tháo lõi ra. Đấy, thao tác đầu tiên tháo lõi ra này. Chúng ta sẽ sau đó thì khi mà đổ xăng xong thì chúng ta sẽ quấn cặp nó vào đây vừa mấy cái đế này để cho nó bịt khí, xong sau đó mới đút vào đây bịt khí quý vị các bạn nhé. Để bịt khí, ví dụ bình thường một cái bật lửa bình thường mà anh chị em bạn bè dùng nhiều thì chắc tầm khoảng 3 5 đến 7 ngày là đã hết ga rồi, hết xăng rồi. Nhưng mà nếu như mà quý vị bịt vào như thế này có thể dùng được đến nửa tháng, có thể dùng đến nửa tháng nhé, mà dùng lâu mà ít dùng thì có thể dùng đến 20 ngày. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bơm xăng. Bơm xăng thì cậy lên. Đấy, bơm trực tiếp vào đây. Nó rất đơn giản thôi quý vị các bạn. Bơm đường xăng cho nó thấm đầy vào cái mặt bông này. Khi mà đã thấm đậm căng rồi thì ta sẽ đóng nắp lại. Đấy, và bịt bằng cái giấy bóng này. Đó, gập bằng giấy bóng này. Và tiếp theo thì đẩy vào đây. Xong, hoàn thiện. Điện Salo vừa giới thiệu cái quy trình thay xăng cho bật lửa Zippo rất là hay và hữu ích, quý vị và các bạn có thể tự làm được. Xin chúc quý vị và các bạn có những phút giây vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, mình vừa hoàn thiện quá trình bơm xăng cho chiếc Zippo đáng yêu nhỏ nhỏ của mình. Bây giờ thì mình sẽ bật để cho quý vị và các bạn xem ngọn lửa cháy rất là to. Ok, rất là tuyệt vời quý vị và các bạn ạ. Rồi, chúc mọi người có thể thành công nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.